Liên tục 4 event sẽ xuất hiện vào ngày mai ngày 18 tháng 7 và chúng ta thấy rằng có cả những event liên quan đến chìa vàng và chìa xanh như thế kia. Hiện tại thì anh em đang vô cùng cần cái chìa vàng để có thể kiếm những nguyên liệu nâng cấp nâng mùa Utos Free lên cộng 4, bán đi và lấy về đâu đó khoảng 200 tỏi TP. Nhưng mà phần quan trọng nhất của video này chính là ngày mai còn ra mắt thêm một mùa mới, mùa Special One năm 2024. Với sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo phiên bản L-Dub, Son Heung-min phiên bản LM, Karim Benzema phiên bản ST và Ander Herrera. Dành cho anh em nào chưa biết thì Ander Herrera từng có một khoảng thời gian khoác áo của Manchester và anh em hoàn toàn có thể đưa cầu thủ này về đội khi anh em bui tim màu. Hiện tại thì chưa biết rằng Cristiano Ronaldo có bao nhiêu chỉ số ẩn và liệu có cùi như mùa hat-trick hay không. Nhưng mình nghĩ rằng phiên bản L-Dub 125 sẽ cũng là một phiên bản xứng đáng để anh em chơi. Hy vọng nó sẽ là phiên bản giá rẻ của anh 7 khi mà các mùa thẻ khác đều rất đắt đỏ. Ngoài 4 cầu thủ nổi bật, chúng ta còn có các cái tên khác của mùa SO24 có thể kể đến như Apuliqueta RB124, Thibaut Courtois GK124, Marcus Rashford L-Dub 123, Ibanez CB của AS Roma 123, Wijnaldum CM123, Scott McTominay CM122, Ben David LB122, Lorenzo CM của Tottenham Hotspur và đội tuyển quốc gia Argentina 122, Hobert CM của Tottenham 122, Alvaro Morata OR122, Kurt Zuma 121, Dominic Solanke 121, Andres Pereira 121. Chúng ta có Fabinho 121, Doherty 120, Januzaj. Nên anh em nào còn nhớ Januzaj không? Của thủ năm 1995, người Bỉ thường là niềm hy vọng của MU. Tiếp tục có mặt một cái tên thuộc color của MU, Gasani GK120. Love Special 124. Cái sự kiện Special 124 này là sự kiện ra mắt trong thời gian ngày 18 tháng 7 nha. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 7. Đạo diễn đặc biệt, người đặc biệt. Lớp mùa thẻ này bao gồm các cầu thủ được huấn luyện bởi huấn luyện viên Jose Mourinho. Chúng ta có thể gặp Didier Drogba, Son Heung-min, Ricardo Carvalho, hậu vệ xuất sắc nhất của Jose Mourinho. Các cầu thủ của sự kiện SO24 không có chương trình riêng, tức là không có phần main để anh em cày. Và theo mình nghĩ là nó giống hệt cái mùa hat-trick ra trước đây đấy anh em. Mùa hat-trick cái mùa màu tím đấy. Và thời điểm ra mắt thì Ronaldo cũng như các icon của mùa hat-trick vẫn cực kỳ hot. Phần quan trọng nhất và cuốn hút nhất của sự kiện SO24 sẽ là dàn icon. Chúng ta có thể kể đến Didier Drogba, Frank Lampard, Javier Zanetti chuyển sang đá CDM nha anh em, Xabi Alonso CDM, Claudio Makélélé CDM. Chúng ta có Carvalho và Piszczek ở vị trí GK anh em ạ. Thực sự nhìn cái dàn cầu thủ icon này gọi là quá chất lượng, đặc biệt là vị trí của Didier Drogba. Ngoài ra thì chúng ta còn có sự xuất hiện của Lucio OR130 RM129 kia thì mình nghĩ rằng đó là dô câu. Michael Desiang CM129, Hernan Crespo ST129, Cordoba CB128, Iker Casillas 128, Wayne Rooney CM128, CM128 kia là ai anh em biết không? Dưới Wayne Rooney đấy. Chúng ta có 4 cầu thủ không thể giao dịch được, bao gồm Ricardo Carvalho, Didier Drogba, Javier Zanetti và Xabi Alonso. Thì chúng ta nói với nhau luôn là 4 hàng này sẽ được free. Và anh em nhận free 4 con hàng này như thế nào, đặc biệt là vị trí của Didier Drogba và Xabi Alonso, thì mời anh em ngày mai quay lại kênh của Love Vào Bài. Và có lẽ rằng mình cũng sẽ dừng clip đây. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.